Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Khi Lạc Viết Podcast. Dành cho những ai lần đầu đến với kênh của mình thì đây là chương trình Khi Lạc Viết Podcast được phát sóng trên kênh Khi Lạc Viết. Thì đây là chương trình mình cùng mọi người tâm sự cũng như là chia sẻ về những cái kiến thức mình học được. Thì trong video ngày hôm nay, cái tập podcast số 3 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ về những cái lời khuyên của các anh chị đã ngoài 30 dành cho những người tuổi 20 như mình. Thì đầu tiên thì mình cũng muốn nói là cái chương trình podcast này thật sự rất lâu rồi mình mới ra lại cái video. Và tại vì sao mà cái giao diện của nó hiện tại nó là thành như thế này á, thì hiện tại mình đang làm video trên máy tính, tại vì điện thoại của mình đã hết dung lượng rồi. Và bình thường thì mọi người thấy là mỗi lần mình làm podcast thì hay có cái xu hướng là đến thư viện rồi quay quay rồi bắt đầu lồng tiếng vào, ghép nội dung vào. Nhưng mà dạo gần đây thì mình cũng bận và chưa đi đi đến được thư viện ấy. Thời tiết ở bên ngoài thì hiện lúc mình quay video này thì như cũng đang bão thì phải, không biết bão qua chưa. Thì mình quyết định làm thử cái video giao diện như thế này thì hy vọng sẽ không làm mọi người sang chấn tâm lý. Hy vọng là như vậy. Thì nếu như đây là cái nội dung mà mình trích mình lưu lại được từ cái topic mọi người, những cái anh chị đã ngoài 30 chia sẻ về những cái điều cần lưu ý và những cái lời khuyên. Thì nếu như mà các bạn muốn xem lại cái topic video này thì mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận của video nha. Thì như mình nhớ không nhầm là cái lời khuyên phải cái trong cái video đó thì cái lời khuyên của mọi người trao đổi phải tới 19.000, hơn 19.000 cái bình luận. Thì phải hôm nay mình có lưu lại một ít cái các nội dung thì chúng ta sẽ lưu hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về những cái lời khuyên đó cũng như là đúc kết bài học cho mình và bạn nha. Thì ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, lời khuyên đầu tiên đến chị từ chị Hoài Nguyễn. Một, học cách quản lý tài chính chính cá nhân sớm để tránh rơi vào các bẫy tiền bạc. Thì mình cái này thì nghĩ là mình và các bạn nên học, mình cũng đang học ra thì mình cũng đang có kế hoạch học và quản lý tài chính cá nhân. Tại vì mỗi lần kiểu mình còn trẻ mình chưa biết sử dụng đồng tiền mà bất kể là có tiền hay không có tiền thì mình nghĩ là cần, chúng ta cần học cách quản lý tài chính cá nhân cũng như là thiết lập cách chi tiêu, tiền ra tiền vào sao cho kiểu đừng có để có đồng nào xài đồng đấy. Thì cái này đối với tuổi trẻ của mình thì hiện tại vẫn chưa thấy được cái gì quá hậu quả gì quá lớn. Thì mình nghĩ là sau 30 cái kiểu khi mà kinh tế thời thế khó khăn thì cái đồng tiền thì rất là quan trọng đối với những, đặc biệt là đối với những bạn mà không có dư dả tài chính như mình thì cái việc là học quản lý tài chính cá nhân là một cái việc khá là quan trọng. Ok, mình sẽ đi học nha. Hai, học kỹ năng mềm đi nào, không phí đâu. Kỹ năng mềm thì có rất là nhiều nhiều kỹ năng, ví dụ là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng xử lý tình huống này, kỹ năng nói rất đáp đông này, vân vân và mê mê. Thì hiện tại thì mình cũng đang trau dồi các kỹ năng mềm, thì sau này mình nếu như có cơ hội và kiểu mình thành thạo được cái kỹ năng nào rồi đó thì mình sẽ làm video chia sẻ cùng mọi người để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái tip hay cho mọi người. Hy vọng là mình sẽ có cơ hội chia sẻ với mọi người nha. Ok, điều thứ ba, chủ động. Chủ động điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Thì mình nghĩ là tính cách của mình là một cái đứa khá là bị động, rất là hiếm khi chủ động luôn. Đặc biệt đến cái việc mà nói chuyện với một người chủ động bắt cho nói giao tiếp với người ta nha, bình thường không biết sao nữa nhưng mà mình kiểu biết lười, tính lười nó ở trong máu ấy, kiểu rất là ngại với lại kiểu không biết chủ động sao, kiểu mọi người cảm thấy là mình rất là nhìn ngoài cảm thấy, nếu như mà mọi người gặp mình qua ngoài đời thì mọi người sẽ cảm thấy mình rất là cao lãnh kiểu khó gần ấy, nhưng mà thật ra là không phải đâu, kiểu giao diện vậy thôi chứ thật ra mình có đôi khi cũng khá là thân thiện ấy. Nhưng mà mình rất là bị động trong cái việc mà chủ động nói chuyện với người khác, thì đa phần đều là đối phương chủ động với mình xong mình mới nói chuyện lại với người ta, chứ mình rất là ít khi chủ động, trừ khi là ngoại trừ mình thấy là công việc của các kiểu nha thì mình sẽ khá là chủ động, và có cái vấn đề gì đó thì mình sẽ trực tiếp hỏi, còn ngoài ra thì mình rất là ít khi chủ động. Thì mình sẽ cố gắng chủ động nhiều hơn. Ok, hãy học cách bán hàng, nó bao gồm bán thân. Ở cái này thì chắc là bán kỹ năng của bản thân, bán công ty, bán sản phẩm và bán hàng là kỹ năng duy nhất và cần phải học dù bạn làm ngành gì. Mình cảm thấy cái này khá là đúng nha, tại vì mình nói chuyện hay nói chuyện với những anh chị lớn hơn mình cũng như là thầy cô các kiểu thì mọi người kiểu nhưng mà phải
mình phải biết cách show ra cái năng lực của bản thân, tức là quảng bá thì cũng như giống như là mình ví dụ mình đi dạy tiếng Trung đi, mình bán cái gì, bán năng lực của bản thân và bán cái khóa học cũng tặng xem là khóa học đi, thì đó là nói chung là nó cũng không mang tiếng mua, nó không phải là mua bán cái như là mua hàng bán kẹo, nhưng mà thật sự thì nó cũng cái việc trao đổi tiền bạc và mua, mình trao cho người ta cái này và mình người ta nhận lại thứ kia thì cũng gọi là mua bán ở cái gì, đúng không nhỉ? Thì mình nghĩ là cái việc mình cũng đang học cách quảng bá bản thân, học học cách bán đi cái kỹ năng của bản thân, năng lực của bản thân là một cái điều khá là quan trọng rồi. Ok thì chúng ta hãy lưu lại cái này, cái ý này và hãy học cách quảng bá bản thân, quảng bá sản phẩm, học cách bán sản phẩm nha. Tiếp theo, anh tuổi 30, lương trên 200 triệu một tháng, tập trung 200% cho một công việc và mình cảm thấy giỏi, tập trung kiên trì đến cùng dù luôn có sự cản trở, rồi trái ngọt cũng sẽ đến, đừng sợ sai vì sai bản thân mới trở nên mạnh hơn. Ừ thì cái này lương 200 triệu thì chắc là nếu như mà ở Việt Nam mà lương 200 triệu thì quá VIP rồi, nếu như mà ở nước ngoài thì cũng rất là giỏi, nói chung là trên 100 triệu là quá là điểm rồi. Thì anh này nói thì mình cảm thấy là đúng nha, hai anh chị của mình, hai phương mình nói kiểu một nghề cho chín còn hơn chín nghề, tại vì bọn cảm thấy mình là cái gì cũng đâm đầu vào một miếng cái gì cũng biết biết một chút nhưng mà chẳng có cái gì gọi là quá là sở trường sở đoản ấy, kiểu quá không có cái gì là giỏi xuất sắc ấy, mình nghĩ là nếu như mà cái này thì mình vẫn làm chưa được, nhưng mà kiểu chúng ta ngồi ở đây để bàn luận thì mình hy vọng thì mọi người cũng có thể gọi là có được một cái công việc bản thân mình giỏi ấy, kiểu có một cái năng lực, có một cái sở trường, có một lĩnh vực bản thân mình giỏi nhất định để mà kiếm được thu nhập từ đó. Ok tiếp theo là tới lời khuyên của chị An, đừng đi chơi vô bổ, tiết kiệm nhẹ nhàng với người nhà, đi làm xe lên luôn thành thật, biết giữ khoảng cách với mối quan hệ bên ngoài, đừng kể quá nhiều, luôn suy nghĩ những điều mình muốn. Ừ thì mình cảm thấy là cái lời khuyên của chị này khá là đúng nha, đừng đi chơi vô bổ. Ừ thì cái này mình rất là ít, mình rất là ít khi đi chơi luôn nên cái này thì mình không có nói, nhưng mà ở tiết kiệm chúng ta nên sống tiết kiệm tiền, ý này đúng. Nhẹ nhàng với người nhà, ừ thì mình cảm thấy cái này rất rất là đúng, chúng ta hay có xu hướng là kiểu dịu dàng nhẹ nhàng với người ngoài nhưng mà cực cực kỳ rất là cọc với người thân của mình ấy, thì mình nghĩ là cái đó là cái không nên. Thì mình cái này thì mình không mình có nhưng mà cũng ít nha, mình đối với người thân hay người nhà bị nữa tính của mình đâu, kiểu mình khá là dĩ hòa vi quý ấy, kiểu trừ khi những cái lúc mà mình thật sự cọc lên thì nó mới có chuyện rầm rộ, chứ bình thường mình cảm thấy mình rất là chill, mình kiểu như là một sự nhịn chín sự lành nha, và kiểu mình cũng rất là trân trọng gia đình mình ấy, tại vì mình cảm thấy là giữa cái thế gian muôn vàn kiểu có bao nhiêu là người, mà tại sao người này lại trở thành người chị của mình, người này lại trở thành em của mình, người này trở thành ba mẹ của mình, thì nó là một cái phép màu rất là thiêng liêng luôn, nên mình cũng đang học cách trân trọng và sống kiểu gọi là đối đãi chân thành với người nhà kiểu vậy, đi làm xuyên lên. Tôi thật sự không biết mình hiện tại thì kiểu có đi làm nhưng mà kiểu dạng dạng part time thôi ấy, kiểu nhưng mà mình cũng bị áp lực và quá tải, ngay cái việc mà mình làm YouTube cũng được xem như là công việc đúng không, thì mình vẫn nếu có sự siêng năng trong cái việc làm việc thì mình sẽ cố gắng cải thiện, luôn thành thật và biết giữ khoảng cách với các mối quan hệ bên ngoài, đừng kể quá nhiều. Cái này đúng nha mọi người, mình thấy mình kiểu như là nếu mà ai ai gặp tín hiệu hoặc là ai đụng tới cái dây nó của mình sẽ nói rất là nhiều, mình cái gì mình cũng kể được hết, thì cái này ấy, kiểu có đôi khi mình kể về những cái chuyện mình gặp trong cuộc sống thì có đôi khi nó may, có đôi khi nó xui, thì mình người ta sẽ kiểu sau lưng người ta cũng sẽ bàn, kiểu có đôi khi người ta sẽ đố kỵ và kiểu nói những cái điều không tốt về mình, thì cái này thật ra thì đối với cái công việc của mình thì tại vì làm không không phải làm chung một ngành ấy nên không không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái lời qua tiếng lại nha, thì nó sẽ làm cho mình để suy nghĩ cảm xúc tiêu cực mình không biết lắm, bởi vậy mình đang học cách là đừng nghĩ có nhiều và thôi không ra thì sau này chắc chắn mình sẽ đừng kiểu nhìn, nhưng mà dạo gần đây thì mình đang tập bằng cách là gọi là bộc lộ cảm xúc của bản thân cũng như là chia sẻ câu chuyện của mình qua mạng xã hội ấy. Nên là mình cũng đang thử nghiệm để xem hiệu suất nó như thế nào rồi cải thiện, nhưng mà kiểu đừng có kể quá nhiều chuyện, đừng có kể quá nhiều chuyện quá là chi tiết hay gì đó, thì mình cảm thấy cái này khá là nên luôn suy nghĩ về những điều mình muốn. Okay, em cảm ơn chị An Hy.
Tiếp theo ba chữ đọc nhiều, học nhiều, cười nhiều. Hai thứ tiết kiệm, sức khỏe và lời hứa. Hai thứ trân trọng, gia đình và hiện tại, những thứ khác có thể dựng thành bù đắp. Đọc nhiều, học nhiều, cười nhiều thì ở hồi trước mình cũng có viết cái topic nè, nên làm gì không nhớ, mình không nhớ, nhưng mà có nói tới cái việc đọc nhiều, học nhiều, cười nhiều. Tại vì cái sức mạnh của nụ cười và sức mạnh của việc đọc thì mình cũng có chia sẻ rất là nhiều rồi. Cười nhiều nó sẽ giúp cho mọi người thu hút những cái may mắn và giúp cho công việc của mọi người suôn sẻ hơn. Đọc nhiều, học nhiều thì giúp cho mọi người mở mang kiến thức, tri thức người ta thường hay nói là tri thức thay đổi vận mình, đúng không? Thì cái này hãy đọc, chúng ta hãy đọc nhiều, học nhiều, cười nhiều lên nha. Cái hai thứ tiết kiệm, sức khỏe và lời hứa. Thật ra thì mình là một cái đứa cố đang học cách cố gắng giữ lời hứa, nhưng mà hồi trước mình hứa rất nhiều và mình mang trong tâm thế là cố gắng giữ lời hứa nhất có thể. Và có đôi khi những cái lời hứa kiểu mình nói ra thì kiểu mình cố gắng làm, có đôi khi những cái lời hứa nó làm cho mình khá là mệt, thế nên kiểu bớt hứa lại đi kiểu vậy. Hãy chuẩn bị đủ hành trang cho cuộc đời mình, ít nhiều thì có té thì cũng đứng lên được, không làm cha mẹ lo lo yếu kém trước người mình thương. Nên mình đi năm 30 tuổi chênh vênh lắm. Ừ thì đúng rồi. Và cái hành trang của mình là gì? Thứ nhất là tiền bạc này, thứ hai là kiến thức này, thứ ba là mối quan hệ, thứ tư là tình cảm. Thì mình nghĩ là đó là những cái hành trang cần thiết cho những người trẻ như mình, cũng như là sự nghiệp, công việc các kiểu. Mỗi mỗi cái lĩnh vực thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình cái hành trang nhất định, để mà khi làm cái việc gì mà kiểu mình té ngã thì mình cũng không báo cha báo mẹ, chứ mình thấy là kiểu lỡ lỡ kiểu mình thấy là có những cái hoàn cảnh anh chị khởi nghiệp xong kiểu bị phá sản ấy, xong cũng hơi bị báo cha báo mẹ. Nhưng đối đối với những cha mẹ kiểu ba mẹ có điều kiện nha, thì cũng ít bị ảnh hưởng tại vì tiền bạc người ta dư dả, nhưng mà các ba mẹ anh chị ấy cũng gọi là cũng buồn và cũng hơi lo. Nhưng mà đối với gì đây, cha mẹ kiểu kinh tế không có dư dả, cực kỳ khó khăn, thì nếu như mà một người làm việc, một người kiểu không suy nghĩ đấy cha mẹ thì kiểu mỗi lần mà xảy ra chuyện thì làm cho ba mẹ rất là phiền lòng muốn ấy, thì cái đó thì mình cũng mình sẽ ráng lưu tâm hơn. Chị hiện tại 28 tuổi, lương trên 20 triệu một tháng, một con làm y tế, khuyên các em nên tiết kiệm, tiết chế, học ngoại ngữ thật giỏi, học tiếng Anh và tiếng học tiếng Trung và tiếng Anh đi. Thì cái này thì mình công nhận nha, ngoại ngữ hiện tại nó rất là cần thiết. Mình ngay cả mình, tất cả những anh chị của mình đều khuyên mình, mày học tiếng Anh đi, tại vì học tiếng Anh sẽ mở cho mày rất là nhiều cái cơ hội khác ấy. Biết tiếng Trung cũng tốt, nhưng mà biết thêm một ngoại ngữ như tiếng Anh thì càng tốt hơn. Thì tiếng tiếng Anh kiểu nếu như mà có tiếng Anh với tiếng Trung thì mình nghĩ là mọi người có một cái lợi thế nhất định, kiểu sau này mà kiểu một người thất nghiệp hay gì đó nha, một người giỏi tiếng Anh tiếng Trung vẫn có thể ra mở lớp dạy online kiểu để kiếm thêm thu nhập, dạy thêm đủ các kiểu, nó cũng ok đúng không mọi người. Với cả nếu như mọi người giỏi tiếng Anh với tiếng Trung ấy, thì thành ra cũng có thể làm quen, làm ăn với người Trung nè, cũng như là giao tiếp với bạn bè ở nhiều nước nữa. Tiếng Anh mọi người nói được tiếng Anh là quá tốt luôn, nhất định phải diệt cái tâm tham tham giàu nhanh, tham giàu vội, nhất định phải diệt cái lòng sau đó. Ok em 33 tuổi nha, ok em cảm ơn. Thì thật ra cái này rất là đúng nha mọi người. Thật ra thì đa phần những cái nội dung mà xuất hiện trong video này đã được mình chọn lọc rồi, mình cảm thấy đồng ý, mình cảm thấy ưng ý thì mình mới bỏ lên trong cái nội dung này, thì mình mới chia sẻ với mọi người. Thì người ta thường hay nói kiểu giàu giàu nhanh thì chớ vội mừng, kiểu giàu nhanh thì tiền cũng bay rất là nhẹ nhanh á người ta hay. Với lại mình cũng hay nghe những người đi trước nói với mình là kiểu giàu trước 30 chớ vội mừng, thì tất nhiên là nó cái này rất là đúng, đừng có tham làm giàu nhanh, mà chúng ta phải làm giàu kiểu giàu có chừng mực. Với lại kiểu làm giàu kiểu cái sự giàu của mình nó phải đi kèm với năng lực, chứ giàu ăn may á, giàu ăn may, giàu nhanh một cái ăn may thì rất là nguy hiểm. Đó là những cái lời khuyên mà mình cũng thường hay nghe những anh chị mình nói. Anh biết lúc mới ra trường các em sẽ có rất nhiều tham vọng làm này làm kia, các em hãy thử sức luôn nhé, đừng sợ để chọn mức an toàn, đừng để chọn mức an, sorry mọi người, đừng để chọn mức an toàn để rồi bao ước tham vọng trước đó bị dần dần dập tắt. Cái lời khuyên của anh này ý là
kiểu chúng ta còn trẻ thì cứ dấn thân đi, cứ làm đi, đừng có sợ gì hết, cứ làm này làm kia để có cơ hội thất bại cũng được, thành công cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta có thêm trải nghiệm để trau dồi bản thân. Thế ra thì hiện tại thì mình cũng đang làm rất nhiều, triển khai rất nhiều dự án. Thì thật ra thì mọi người nói là mình làm nhiều dự án này dự án kia thì chắc là rất có tiền, nhưng thật ra có những cái dự án mình một đồng cũng không kiếm luôn, không kiếm được luôn. Nhưng mà quan trọng là mình thích, mình muốn trải nghiệm nên mình làm thôi. Chứ hiện tại tuổi trẻ mình nếu như có cơ hội, nếu như được chọn thì mình sẽ gia tăng cái trải nghiệm cũng như là năng lực của bản thân, thay vì kiểu sợ này sợ kia. Nói mọi người có sợ không, tất nhiên mình sợ chứ, mình rất là sợ kiểu lời qua tiếng lại, với cũng sợ rất sợ bị phốt đấy, kiểu mình tính cách của mình kiểu nó hơi lâu lâu nó hơi bị lác, nó hơi bị dốt ấy, kiểu đôi khi mình cũng rất là sợ. Nhưng kiểu nỗi sợ thì chuyện gì đến rồi cứ đến thôi, cứ làm đi rồi đến đến thì đến thôi. Kiểu mình còn trẻ, mình sai mình sửa, nói chung là mình sẽ cố gắng kiểu gọi là biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn, kiểu mình sống mình biết nghĩ cho người khác, với lại kiểu trau dồi bản thân. Thì mình nghĩ là đừng cố gắng hại ai hay là làm mất lòng ai, thì mình sẽ nghĩ là chắc là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Mà nếu như mà không ổn thì mình cứ cố gắng đi tiếp thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà tuổi trẻ nói chung là mình cảm thấy tính cách của mình không quá tham vọng nha. Nhưng mà mình dạo gần đây mình rất là thích trải nghiệm ấy, được làm này làm kia, được nhìn, mình muốn được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, nên mình cũng dũng cảm làm những điều mình thích. Ví dụ như là làm YouTube nè, kiểu mình biết là mình không quá giỏi hay không quá xuất sắc đâu, nhưng mà mình cũng muốn làm, để gọi là vừa làm vừa học ấy. Ý là kiểu nha, mình khi mà mình chia sẻ, mình phát hiện khi mà mình chia sẻ kiến thức với mọi người nha, thì mình sẽ dễ nhớ, mình sẽ nhớ lâu hơn cái kiến thức đó. Cũng như là có những em nhỏ nha, kiểu nghe sau khi nghe lời khuyên của mình các kiểu thì em ấy phản hồi lại, mặc dù là thay đổi không quá nhiều, nhưng mà cuộc sống của các em ấy cũng khá là tích cực và vui vẻ hạnh phúc hơn. Thì đó là những cái điều mà khiến cho mình rất là vui, mình cảm thấy là mình tìm được cái giá trị trong khi mà thực hiện những cái dự án mình triển khai kiểu vậy. Học đi kiếm tiền nhiều lên, đừng để ba mẹ phải cúi đầu trước ai cả. Cái này đúng nha mọi người. Hồi trước thì mình nghe trên mạng một câu nói là lúc nhỏ thì người ta sẽ nhìn nhìn bố mẹ, nhìn thực lực, năng lực, tiền bạc của bố mẹ được đối xử với các bạn. Sau này thì người ta sẽ xem năng lực, tiền bạc, lương bổng của các bạn để đối xử với ba mẹ của các bạn. Thì nói chung là mình biết là mình không phải là một người quá xuất sắc hay là quá giỏi giang, vị thế trong xã hội tất nhiên là hiện tại dường như là một đứa tay trắng, nhưng mà mình gọi là cũng nỗ lực, gọi là sống tử tế, sống có đạo đức. Thứ nhất là đừng sống cố gắng, đừng có vi phạm pháp luật, đừng có để ba mẹ phải kiểu xấu mặt vì những cái sự ngu si do mình làm ra. Thật ra kiểu vậy. Thật ra thì mình làm mình thường hay chú ý tới mặt của thầy cô bạn bè, với lại ba mẹ mình ấy. Mình cũng gọi là suy nghĩ trước, đắn đo khi mà làm mọi việc. Thì mình hy vọng, mình biết mình không phải là người tốt, nhưng mà mình hy vọng là giữa cái thế giới đầy cám dỗ này thì mình sẽ không bị tha hóa, hy vọng mình sẽ không bị tha hóa. Nhưng mà chuyện tương lai thì đố ai nói được, thì thôi cố gắng được chuyện nào thì cố gắng thôi. Còn người ta thường hay nói là thành sự tại nhân, một mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thì chúng ta cứ cố gắng đi, còn tương lai này ra sao thì cứ để ông trời an bài. Lời khuyên cho các bạn nữ học xong nên tập trung vào công việc kiếm tiền tiết kiệm, rồi đến 30 đến 30 28 đến 30 tuổi lấy chồng từ 30 đến 35 tuổi, vì họ suy nghĩ chín chắn, tự khắc tình yêu sẽ đẹp, tim bắt đầu. Thì cái này mình hiểu cái ý của anh này nha. Ý là nên nói chung là nên trước hết là nên có công việc kiếm tiền ổn định, sau đó rồi từ 28 đến 30 rồi lấy chồng. Sau đó nếu như mà chọn chồng thì nếu được hãy chọn từ 30 tới 35 tuổi trở đi, tại vì lúc đó người ta đã có suy nghĩ chín chắn rồi. Cái này thì mình không biết, cái này thì cũng có ý đúng, nhưng mà mình không, cũng nói chung là cái chín chắn, cái tình yêu mà kiểu dùng độ tuổi đó là sự chín chắn thì chưa chắc. Nói chung là càng lớn tuổi thì mọi người càng chín chắn thì cái tỷ lệ nó cao hơn sẽ là đúng hơn. Nhưng mà mình cũng gặp được những cái anh chị kiểu người ta vừa mới 25, 26 tuổi nhưng mà suy nghĩ trưởng thành, thậm chí là còn hơn các bác các chú rất nhiều ấy. Thì quan trọng là chúng ta phải
gặp được, hy vọng gặp được những người chín chắn, lựa chọn những cái người chín chắn và kiểu biết rằng mình suy nghĩ cho bản thân mình và người khác như vậy. Chọn tình yêu thì thật ra mình cũng mà không quá rành, mình không dám khuyên, nhưng mà đó mình cảm thấy đây là một cái lời khuyên đó cũng có ý đúng nên cũng chia sẻ với mọi người. Còn à, mọi người ra sao, mọi người cảm suy nghĩ ra sao thì mọi người tất nhiên là những cái chia sẻ trên mạng thì mọi người nên mang tính chọn lọc phù hợp với mình. Cái ví dụ như là cái này có thể phù hợp với mình nhưng mà có thể không phù hợp với các bạn, thì các bạn có thể chọn lọc những cái mà phù hợp nhất với mình, để mà với bản thân mình, để mà lưu tâm đó lại, để mà ghi chú, để mà có những bài học cho riêng mình. Ý của mình là vậy á, tuyệt đối đừng bao giờ từ chối bất kỳ cơ hội nào đến với mình. Ê, cái này đúng nha. Thật ra hồi xưa nó kiểu có rất là nhiều cơ hội thật sự rất là tốt đến với mình, nhưng mà bởi vì mình tự tự ti, kiểu tự ti về năng lực, tự ti sợ bị người ta bàn qua tán lại nhé, xong mình từ chối. Thì trong chuyện tình cảm hay công việc gì cũng chưa cũng dễ, kiểu nếu như một người thật sự thích và muốn làm điều đó thì cứ thử đi, còn kết quả ra sao chung mình cứ nỗ lực làm hết mình, còn kết quả ra sao thì cứ để trời cao an bài. Chứ cơ hội một khi đã đến thì nó sẽ, hình như cơ hội đến mà mọi người không biết nắm bắt thì nó sẽ không bao giờ quay lại đâu mọi người ơi. Nó kiểu mình hay viết trên mạng, trên page khi làm viết mình hay nói là cơ hội nếu như mà một khi đã đến mà các bạn không nắm lấy thì nó sẽ chuyển sang cho người kia. Thì ok, hãy nhớ kỹ bài học ngày hôm nay nhé, thì phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng bao giờ từ chối bất kỳ cơ hội nào đến với mình mà nó có khả năng làm cho mình tốt hơn nha mọi người. Ok, làm việc gì cũng phải kiên nhẫn, không được bốc đồng, đừng tin ai ngoài gia đình. Yêu ai nhất thì phải tìm hiểu thật kỹ, đừng để cưới chạy hối hận cả đời. Ý là cưới chạy ở đây là cưới chạy bồ á mọi người, mình không rõ, nhưng mà yêu ai thì nhất định phải tìm hiểu thật kỹ. Cái này thì mình cũng kinh nghiệm không quá nhiều, mà tất nhiên rồi, mình ví dụ như khi một người làm ăn lựa chọn đối tác hợp tác, mình cũng phải xem đối tác của mình là người như thế nào ra sao, đúng không? Thì cái việc mà một người yêu một người cũng vậy, một người phải xem xét không chỉ là bản thân, chứ như yêu nha, yêu thì xem đối phương là được rồi, nhưng mà cưới thì mình luôn được mọi người khuyên không chỉ xem về đối phương mà còn phải xem về gia đình. Ý là không phải là xem có tiền hay không có tiền, mà quan trọng là lối sống, tư duy, tư tưởng mình rất là quan trọng. Cái việc tam quan, tư duy của mọi người như thế nào, tại vì kiểu tư duy bất đồng mà rất là khó nói chuyện, rất là khó giao lưu, đặc biệt là đối với người mình yêu nữa. Anh biết lúc mới ra trường, cái này bị lặp rồi nha mọi người. Ok, mình sẽ qua nha. Phải có bằng đại học, phải học tiếng Anh, đọc nhiều, mở rộng tư duy, thật mở rộng mối quan hệ để có cơ hội công việc khi làm CV nào, khi làm công việc nào đó, khi làm công việc nào đó thật sự công ty thấy phù hợp thì cứ đổi việc khác. Cái này đúng. Nhưng mà cái việc mà có bằng đại học hay không thì còn do mỗi người, nhưng mà mình cảm thấy là đối đối với một người hệ 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 kiểu bị overthinking quá nhiều, suy nghĩ quá xa nha, thì cái việc mà có cho mình một cái tấm bằng đại học nó sẽ giúp mình an tâm hơn ấy. Phải học tiếng Anh, ok, phải học tiếng Anh, phải học ngoại ngữ, đọc sách thật nhiều đi. Mình công nhận nha, mình rất là thích đọc sách. Thật ra mình không thích đọc sách, hồi trước mình không thích đọc sách nha, nhưng mà cái việc mà cố gắng mình ép bản thân đọc sách để mà gọi là trau dồi tư duy và thẩm thấu kiến thức á, thì mình dần dần thích việc đọc sách. Thì dạo gần đây thì mình cũng duy trì cái thói quen đọc sách nhiều hơn, tại vì nó thật ra trong một thời gian hồi trước thì mình không có đọc sách nha, từ lúc mình sinh ra cho đến mình 18 tuổi, thật ra cái việc đọc sách mình rất là đối phó luôn. Hồi xưa mà kiểu mà thầy cô vẽ kiểu viết sách giới thiệu, thật ra mình có đọc cuốn sách nào đâu, mình có biết cuốn sách nào đâu, thì mình cũng phải mua sách rất là nhiều nhưng mà mình không biết đọc. Nhưng mà thầy cô kiểu yêu cầu mình viết này, kiểu trong lớp kiểu viết văn, mình học văn cũng hơi đỡ, xong kiểu cô bắt viết này, bài giới thiệu sách, nhưng mà mình có đọc được cuốn sách nào đâu. Thì á, mình về nhà mình phải cố gắng lấy sách mình đọc, mình học, mình đọc xong mình mới bắt đầu viết lại. Thì lúc mình lúc đó đọc sách thì nó cũng có mang tính gợi ép bản thân, nhưng mà hình như qua lúc mà mình lên 19 tuổi thì mình bắt đầu một năm trở lại thì mình đối với việc đọc sách có sự nghiêm túc và sự yêu thích nhiều hơn. Thì dạo gần đây thì mình đọc sách thì mang trên tinh thần tự nguyện, chứ nó không còn bắt ép nữa. Nó cái việc đọc sách dường như trở thành một gọi là thói quen trong cuộc sống của mình luôn ấy. Tất nhiên là sẽ có lúc mình không đọc được, nhưng mà
Tiện họ có thời gian thì mình cũng lấy sách ra để đọc ấy, hoặc là có thể đọc sách thông qua bản điện tử cũng ok. Đừng sợ bản thân cô đơn trong các mối quan hệ bạn bè hay tình yêu, cảm thấy toxic thì cứ next, đừng tiếc nuối hay cảm thấy bắt đầu mối quan hệ mới vì đó là bài học để trưởng thành. Ok, cái này thì mình không có gì để bàn luận, nó rất là đúng rồi. Cách nhìn người rồi cũng sẽ tốt lên thôi, hãy yêu bản thân nhiều hơn, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn. Tốt hơn, điều tôi muốn nói với bản thân lúc 20 tuổi, tôi có hiện tại rất là ổn. Thì mình hy vọng là sau này mình khi mà viết thư cho bản thân ở năm 20 tuổi thì hy vọng bản thân lúc mình hiện tại mình muốn gửi một chút về bản thân của mình nhiều năm sau thì mình hy vọng là không biết là bạn có ổn không, mình hy vọng bạn ổn nha. Gửi tôi của năm 30 tuổi, bạn ổn không? Chắc là sau cái video này thì mình sẽ làm một cái bức thư hỏi về gửi cho bản thân năm 30 để hỏi thăm về bản thân. Chắc là lúc đó mình năm 30 tuổi đọc lại không biết là cảm giác sẽ như thế nào. Ngưng chữa lành, ngưng tìm kiếm chính mình, tổn thương vốn là thứ phải có, phải có, nên nếu không đủ sức vượt qua thì hãy đi đường khác, chỗ chỗ không có tổn thương, cố gắng giữ xác và hồn, đừng có hở ra là phải đi tìm. Ok, ngưng chữa lành, ngưng tìm kiếm chính mình thì cái này, cái ý này thì đối với mình ấy thì cũng có hơi bất đồng một chút. Thì cái việc mình nghĩ nha, cái việc đối với mình là cái việc chữa lành và việc đi tìm chính mình là một cái việc rất là quan trọng, nhưng mà mình hiểu ý của chị này, là ý là tổn thương là những cái thứ căn bản phải có, tại vì lúc mà khi mà chúng ta tổn thương, chúng ta thông qua đau khổ chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và gọi là mở mang kiến thức nhiều hơn. Thì đấy là một cái ý khá là hay, nhưng mà mình không không phải là đừng không phải là dừng dừng lại việc chữa lành nha. Nếu chúng ta có tổn thương thì chúng ta vào cách chữa lành, nhưng mà chữa lành làm sao cho đúng cách thì mọi người phải học chứ, kiểu dẫn ở đây có rất nhiều cách chữa lành khác nhau và nó bị biến hóa thành nhiều loại ấy. Thì chúng ta nên xem xét nha, phải xây dựng lộ trình rõ ràng, phải xây dựng lộ trình rõ ràng, kiến thức trang bị mỗi bậc để thăng tiến, không nhất định phải trở thành người giỏi giỏi nhất, nhưng phải luôn nỗ lực và cố gắng nhất. Hãy luôn đọc sách, học hỏi, hãy ra ngoài về trải nghiệm thật nhiều, tìm hiểu và trò chuyện. Khi đã có đủ kiến thức, đã có trải nghiệm, em sẽ có đủ tầm và duyên để cho ta gặp những người xứng tầm và cho em những bài học và cả cơ hội. Cái này khá là hay nha mọi người. Ok, đúc kết lại, hãy có một lộ trình trang bị kiến thức thật rõ ràng, không cần phải trở thành người giỏi nhất, nhưng mà phải trở thành người nỗ lực và cố gắng nhất, luôn đọc sách và trải nghiệm thật nhiều. Đến một lúc nào đó thì những cái người mà ta muốn gặp sẽ đến gặp ta thôi. Không biết sao mà cái slide này nó xuất hiện quá nhiều. Anh biết lúc mới ra trường các em sẽ có nhiều tham vọng và làm này làm kia, các em hãy thử sức luôn nhé, đừng sợ, đừng để lựa chọn. Cái này thì hình như có duyên hay sao, mình sẽ thường xuyên đọc lại cái lưu ý này, tại vì nó xuất hiện trong slide đến 3 lần rồi. Nói chung là cái việc gì mình cảm thấy mình khá tâm lý, cái việc gì mà kiểu đột nhiên nó xuất hiện, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng nó xuất hiện trước mặt mình có nhiều lần rồi, chắc chắn là sẽ có một vấn đề gì đó. Thì ok, bài học của cái phần này đó chính là hãy làm đi, đừng sợ hãi, cứ làm đi. Học tập tốt, vừa học vừa làm part-time để trải nghiệm đi làm thì khiêm tốn, chịu khó học hỏi người đi trước, kiêm chỉ làm việc, yêu chân thành nhưng không quá chìm đắm kinh tế vững thì mới lập gia đình. Ok, 4, đi làm có tiền thì giữ cho mình một phần nhỏ thì gửi tặng hoặc mua quà cho bố mẹ, bố mẹ cũng vất vả rồi, tự do tài chính, yêu bản thân, làm đẹp cho mình, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ok, học chúng ta phải cố gắng học thật thật tốt. Nói chung là cái nên đi làm, mình nghĩ là nên đi làm sớm để trải nghiệm, để có kinh nghiệm hơn, đồng thời nó cũng gọi là có thu nhập để trang trải, hỗ trợ cho bố mẹ. Nếu như mà một người đi kiểu học đại học gì đó hay là đi làm rồi mà không cần phải xin tiền bố mẹ nữa thì rất là tốt luôn, bớt báo cha báo mẹ. Đi làm thì nên khiêm tốn, cái đức tính khiêm tốn là một cái điều rất là quan trọng cho mọi người. Thầy thầy cô hay là anh chị mình luôn dặn mình ấy, bất kể mày làm gì, bất kể mày làm bất kỳ đạt được thành tựu gì, phải luôn giữ cho mình cái tâm khiêm tốn khiêm hạ,
trong mọi việc, chứ đừng có thấy là tôi đạt được xí thành tựu rồi, đừng có chút này chút kia rồi khinh được người khác là mình không nên. Thì tất nhiên là mình vẫn chưa có gì, nhưng mình hiện tại thì luôn giữ tâm kia mà trong mỗi lúc thì mình hy vọng dù thành công hay thất bại thì hy vọng bản thân sẽ luôn khiêm hạ trong mọi lúc, luôn trân trọng và biết kính trên nhường dưới với tất cả mọi người. Yêu chân thành nhưng không quá chìm đắm, kinh tế vững thì mới lập gia đình. Ok, mọi người nhớ câu này rồi nha. Hãy tìm những người có lối sống tốt để làm bạn, những người giỏi để làm bạn. Gió tầng nào gặp bên tầng đó, chọn bạn mà chơi, họ sẽ giúp mình trở thành người giống như họ. Thứ bảy, sống tiết kiệm để khi mà có biến cố xảy ra, ốm đau bệnh tật thì mình vẫn có tiền trong tay để xử lý. Ê, cái chị Thảo Ngân, bảy cái lời khuyên của chị Thảo Ngân rất là hay luôn, rất là thấm 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 vào trong tim. Hãy tìm những người có lối sống tốt hoặc người giỏi để làm bạn. Ý là làm bạn, nhưng có đôi khi á, mình cảm thấy lúc mà mình gọi là có sự trải đời trải nghiệm, mặc dù không nhiều nhưng mà mình cảm thấy nha, có đôi khi có những người thật sự không tốt nhưng mà bất đắc dĩ mình phải làm bạn với họ nha, thì kiểu mình chỉ mang tính xã giao thôi. Còn nếu như mà có cơ hội, mọi người hãy tìm những người có lối sống tốt, những người thật sự giỏi và những người có tầm có đức để làm bạn nha, tại vì họ sẽ ảnh hưởng đến mọi người rất là nhiều. Sống tiết kiệm, mình thấy là các anh chị luôn khuyên chúng ta sống tiết kiệm. Thứ nhất là chúng ta phải biết tiết kiệm rồi đó. Đầu tư mà nếu như không có kiến thức là nó thành đánh bạc ấy, nên trước mắt chúng ta hãy sống học cách sống tiết kiệm cái đã, để mà khi mà có biến cố xảy ra thì ốm đau bệnh tật thì mình luôn khuyên mọi người, mình luôn nói với bạn bè mình, không biết là mày hiện tại làm tiền nhiều đến đâu, sống có lúc này có khúc mà, xong có gì vậy, sorry mọi người, xong có lúc, xong có khúc người có lúc, sorry mọi người nếu sai, thông cảm cho mình, nó luôn nó bị lag, nó bị lặng ấy. Thì á, mình hay nói với bạn mày, mình giờ mày kiếm tiền nhiều như thế này nhưng mà tương lai thì không chắc ấy. Thì trước mắt á, mỗi mỗi tháng nếu như mà được thì hãy trích ra 30% thu nhập để làm quỹ tiết kiệm, cũng như là lo này lo kia, chứ đừng có tiêu xài phung phí ấy, tại vì lỡ mà có chuyện gì thì nó rất là bấp bênh luôn á. Tuổi trẻ các em đừng nhìn cuộc sống của người khác, hãy trau dồi cho chính mình về công việc, các mối quan hệ xã hội và trải nghiệm. Ok, thì cái việc mà đừng có nhìn cuộc sống của người khác thì khá là khó khăn đối với mỗi chúng ta tái, nhưng mà mình luôn khuyên mọi người nha, khi mình chúng ta có thể nhìn cuộc sống của người khác nhưng mà kiểu đừng có nhìn với một cái góc nhìn quá là tích cực hay là quá đau khổ thì gì đó, mình không biết sao nha. Và mình rất là thích nhìn xem cuộc sống của người khác, là biết đặc biệt là những cái cuộc sống mà người ta hạnh phúc vui vẻ thì mình rất là vui cho người ta, mừng cho người ta lắm, kiểu mình cảm thấy người ta hạnh phúc là mình cũng vui lấy. Kiểu bạn mình hay chửi mình là cái đồ khóc thuê, ý là nha, mình thấy người ta vui vẻ hạnh phúc thì mình cũng vui theo, còn mình thấy người ta đau khổ chia tay bất hạnh mình cũng buồn theo. Kiểu mỗi lần mình nghe ai chia tay đồ khóc kiểu là mình buồn lắm mọi người, bởi vì người ta bạn mình hay chửi mình là đủ cái đồ khóc mướn khóc thuê cho người ta. Ok, hãy trau dồi bản thân về công việc và các mối quan hệ xã hội và trải nghiệm. Ở nhà anh nuôi là cô nó không được phép xuất hiện trong đời, phải cố gắng học cách kiếm tiền, dù ít hay nhiều cũng phải tự lo cho bản thân mình trước nhé. Ok mọi người, ok chị Uyên, đừng kết hôn khi chưa có gì trong tay, chưa ổn định tài chính, đừng sợ người ta nói này nói vào mặt của kết hôn, phải thật lý trí. Cũng thì thật ra mình cũng 20 tuổi và kiểu tình cảm nó cũng đang 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 độc thân nữa, thành ra mình cũng không biết. Tự nhiên mình có hơi tò mò, không biết là người người mình yêu sau này sẽ như thế nào, tự nhiên mình có không biết sao nữa. Nhưng mà hiện tại cái chuyện kết hôn đó bác mình làm cái chuyện nó không quá gấp gáp, không biết mọi người sao, chứ chắc là mình thuận theo tự nhiên ấy. Mình cũng rất là đối với cái chuyện tình cảm mình rất ít khi sợ người ta nói ra nói vào á, tại vì tình duyên là còn do trời với do duyên số nữa, nên thành ra cái này mình không quản được nên thôi, nào khi nào đến thì đến thôi, chứ mình cũng không sợ người ta nói ra nói vào. Mình 31 và mình chỉ dành cho tuổi 22 của mình là đừng kết hôn sớm, hãy tập trung học tập nâng cao kiến thức bản thân, hãy đi cao sở thích của mình và đừng vì bất kỳ ai mà thay đổi nó. Mọi người đều khuyên, tất nhiên là hiện tại đối đối với mình nha, không biết mọi người sao, nhưng mà thầy cô anh chị của mình nha đều khuyên mình là đừng có nên kết hôn quá sớm, tại vì thật ra thì nếu như mình biết là bây giờ mình kết hôn sớm thì hiện tại cuộc sống vẫn chưa đâu vào đâu, chưa ổn định công việc học tập thì chưa ra sao, rồi
Ừ, công việc thì vẫn chưa ổn định, giờ kết hôn thì nó chỉ kéo thêm phiền phức thôi, chứ đặc biệt là trong cái vấn đề mà bộc lộ cảm xúc tình cảm của mình vẫn chưa giỏi trong cái này, cũng như là mình vẫn chưa học được cách yêu một người như thế nào. Bởi vì chắc là cái việc kết hôn thì mình còn chưa tính đến, tại vì mình nghĩ là kết hôn là cùng nhau chia sẻ chứ không phải là báo đời người này người kia. Thành ra hy vọng là mình sau khi mà mình chín chắn hơn, mình học được cách yêu mình và yêu người khác rồi thì mình sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn giờ thì cứ từ từ đã, tạo nhiều mối quan hệ đi, khi cần nộp danh bạ sẽ có nhiều bạn hơn, nâng cao kiến thức cho bản thân thật nhiều. Ok, thì cái việc mà tạo mối quan hệ, thật ra thì dạo gần đây thì mối quan hệ của mình nó cũng được mở rộng nhiều hơn, nhưng mà mình không biết là xây dựng mối quan hệ cho lắm, mình kiểu mình kiểu bạn bạn sự tùy duyên thôi ấy. Thì cái này thì mọi người có thể tham khảo nha. Mình cũng không biết nữa, chắc là mình kết bạn kiểu do duyên, với lại kiểu tất nhiên là mình sẽ cố gắng tập trung xây dựng mối quan hệ. Việc mỗi có mối quan hệ thì nó sẽ giúp biết những mối quan hệ thật sự có liên quan tới công việc của mọi người đồ các kiểu nha, thì nó sẽ giúp ích trong sự nghiệp của mọi người rất là nhiều. Còn giờ thật ra thì những cái mối quan hệ của mình ấy, nó mang tính xã giao rất là nhiều, còn nó đến công việc thì như là không không ý kiểu nó chả liên quan gì cả. Mình rất là ít khi được nhờ 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 các mối quan hệ để mà có việc à. Mình không nhớ, để từ từ mình suy nghĩ lại rồi tương lai nói sau. Nhưng mà mình cảm thấy là mọi người đều theo mình là hãy mở rộng quan hệ nhiều hơn đi, tại vì kiểu mọi người thấy là bạn bè của mình rất là ít, bạn bè thật sự rất là ít, và mình không có quen ai, không chủ động quen ai, tại vì mình có cái chứng là sợ hơi sợ người lạ một chút ấy. Nên ở cái này thì mình sẽ cố gắng sửa, kiểu mình cũng không biết có nên sửa hay không, tại vì mình cũng khá là thích bản thân của mình của hiện tại. Mặc dù bạn bè không quen biết quá nhiều, không quen biết, nhưng mà kiểu thật sự thì mình cũng gặp được những bạn anh chị thật lòng đối xử tốt với mình thì mình rất là trân trọng luôn. Nên cái việc nếu như mà có thêm nhiều bạn mà các bạn ấy tốt thì tốt, nhưng mà nếu như mà mở rộng các mối quan hệ nhưng mà mối quan hệ đó nó bất ổn thì thôi đừng có mở nữa. Theo đuổi những thứ mình muốn làm lúc đó, đừng sợ thất bại nhá, cứ mạnh dạn đi, đừng suy nghĩ nữa, hãy cứ bắt tay vào làm đi, nó thất bại cũng được, mang nợ cũng được, vì tuổi đó cho ta thất bại một một vài lần lên 30. Cái này chắc là lên 30 thì lại ý anh là lên 30 thì nó sẽ thất bại, nó sẽ khủng hoảng và khó khăn hơn rất nhiều. Thì cứ ý của anh ấy là cứ cứ làm đi, cứ trải nghiệm đi, đừng sợ. Tất nhiên là cái câu mang nợ cũng được thì mình không 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 có thích cho lắm, mình cũng hơi sợ mắc nợ ấy. Ok, thì cái video của mình, nội dung của mình như là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, thì mình rất là biết ơn vì các bạn đã chọn xem video này và dành thời gian đồng hành cùng mình đến đây. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, một đời bình an. Chúc các bạn có công việc ổn định, tình yêu viên mãn, sự nghiệp hanh 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 gì nhỉ? Hanh xui, hanh thông. Còn video của mình đến đây kết thúc. Thật ra thì mình không quen kiểu nói chuyện cái khả năng nói của mình hiện tại nó vẫn chưa được lưu loát á, thành ra biểu cái năng lực biểu đạt ngôn từ của mình viết thì mình cảm thấy là khá là ổn, nhưng mà mình nói ra thì nó không có được tốt, thành ra vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thì mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai. Thì video của mình kết thúc, nếu như các bạn cảm thấy hay thì có thể like, share hoặc là để lại cái bình luận ở bên dưới để chia sẻ cùng mình về những cái bài học mà các bạn học được trong video này nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc các bạn một đời bình an, bye bye.